của mình sẽ truyền cái này ra view. Vì mình sẽ tạo ra cái menu thì ở đây mình sẽ lấy cái phần giao diện của thằng này ha. Sản phẩm như thế nha. Rồi thì mình sẽ trước tiên là mình sẽ viết lại như sau. Đấy, viết đại có thế coi nó chạy được hay không. Đây mà có rồi đây này nha. Bây giờ mình sẽ xử lý thằng này. Thì mình sẽ có một số cái thông tin như thế. Bây giờ mình sẽ chỉnh chỗ này là H1 ha. Là cái tiêu đề này nó chính là thay thuộc. Bây giờ mình sẽ cho nó cách phía trên tí như này. Rồi. Mình sẽ đưa những sản phẩm vô chỗ này. Mấy cái này thì bạn về bạn có thể tự làm thêm nha, những filter này. Cái đây là sản phẩm. Cái sản phẩm này thì hôm trước mình đã viết ra một cái file sản phẩm riêng đúng không ạ? Những item này trước mình viết rồi. Bây giờ mình sẽ xóa đi. Ở phần hôm trước chúng ta đã làm rồi này. Thấy chưa? Copy cái này. Và trong cái file này thì nó sẽ có cấu trúc y như là nãy, y như này luôn. Đó. Như này, thấy chưa? Thì mình sẽ bản này đi. Bỏ lock mode luôn. Rồi mình chạy thử ha. Đây. Chúng ta lock nó thành công. Đó. Ngon lành. Rồi bây giờ mình sẽ phân trang cái thằng này thì nó sẽ làm rồi đó. Rồi thì mình sẽ phân trang như thế các bạn thành công. Đây chính là cái phần mà danh mục của chúng ta. Đấy. Cái filter này thì chúng ta có thể dùng một cái mình chỉ bạn nha, cái này về nhà bạn tự làm nha, chỉ cho bạn cái chỗ để lái cái thằng đó. Bây giờ thế này này, mình mở là cái filter này sợ thì tương tự nha, filter này đây. Thì ở đây mình sẽ demo một số option là sort by đi ha. Default này,
thứ hai giá tiền này. À, còn cái giá tiền này mình sẽ để một số cái thôi, còn mấy còn lại mình bỏ đi. Từ hai cái này mình chưa có option thì mình khó để. Hai cái từ đây sẽ có một cái giao tiền, mình sẽ cho nó một cái link vô chỗ này các bạn, sau này chính nó rồi nha. URL sẽ cho mình cái từ cái keyword là request. Request nó sẽ lấy những cái thông tin bát gì đây này, này router đây, chưa xài thằng này để cho nó thêm vào cái request nếu mà có nhu cầu các bạn. Rồi copy cái này hả, cái này mình sẽ lấy ra cái link mục định. Đấy. Này thì kết quả nó về cái link là mặc định chúng ta sẽ đang default mà. Rồi giờ hai này mình sẽ cho hai cái hai khi vào là này full OLI with query này bạn. Thì mình sẽ làm như sau, cái chỗ này mình sẽ đặt cái link là cái gì, request. Và chỗ này mình sẽ đổi nó làm cái AXC. Đúng chưa? Tương tự copy cái này, đưa vô này DEXC. Đấy. Hai thằng. Giờ mình chạy lại ha. Đây. AXC, đúng chưa? DEXC. Đó, cái này nó làm sẵn trong này cho chúng ta hết. Đây. Làm sẵn. Rồi tiếp theo thì mình sẽ vào cái link này đúng không, thì bạn thấy về nhà bạn kiểm tra cái này là bạn đưa vào trong cái query của chúng ta nữa. Đấy bạn, mình tắt ra đi ta, trong này request rồi này, mình sẽ lấy được cái đó thì mình sẽ demo cho bạn về hai cái thằng đó nha, một cái giá tiền là tăng dần và một cái giá tiền là giảm dần. Đây, và mình sẽ truyền cái chỗ này vào request, và mình vô cái này request. Đấy. Thì ở đây mình sẽ kiểm tra như sau. Default của mình á thì mình sẽ cho cái thằng là ID là tăng dần, đúng chưa? ID là tăng dần. Bây giờ mình sẽ tạo ra như sau. Query bằng cái này chấm phải đấy, nếu mặc định mình để như thế này luôn nhé, ở được lại request Facebook đấy, nhưng mà có cái này nha. Nếu có cái này thì cái query này mình sắp xếp như sau, query cái này cho mình đưa xuống dưới đi ha, thì nó sẽ là order by cái giá tiền bằng với cái key này. Cái này chính là cái
À, một cái key thôi. Khi mình chạy cái key thì nó sẽ ra cái value. Value chính là cái thằng là DXC này hoặc là AIC này. Đó. À, như thế nha. Mình chạy thử coi. Đây, DXC. Nhìn thấy chưa? Đây là 280.000 này, cái này là 259.000 này. Nha, bây giờ mình qua AIC xem thử. Ok, để mình check lại các AIC. Sorry, bỏ cái này chứ. Order by. Rồi liên hệ này là nó không có giá tiền, nó vô nó null nó thì nó sắp xếp này trước. Đây, giá tiền cao nhất. Đó. Thì bạn cứ làm như thế theo theo những cái thằng kia nữa các bạn là xong thôi. Rồi, thứ hai là khi chúng ta chạy các bạn, khi mình phân trang này thì nó mất đi cái thằng này rồi đúng chưa? Nó mất đi này rồi. Và chúng ta vào phần bay. Phần bay. Đây, phần bay. Thì cái phân trang này bạn nó sẽ có một option cho chúng ta thêm vào. Đây. With query string. Link này. Ok, để mình xem. Ok, để mình kiểm tra này. Xin vụt ban. Rồi, mình xài cái này thử ra. With query string. Street. Rồi, mình chạy lại cho nó được không nha bạn. Đây, giờ thấy cái thằng bài chúng ta đã được nối vào cái thằng là giá tiền ở phía trên đúng chưa? Đó, đây, nó không còn bị như nãy nữa. Đấy, rất là hay các bạn. Rồi, thì hôm sau thì mình sẽ chỉ bạn tiếp là vào cái thằng chi tiết sản phẩm này và mình sẽ build ra một cái là gì? Sản phẩm chi tiết cho nó. Thì cái phần đó là cái giao diện nó có sẵn rồi, mình sẽ lấy giao diện đó mình xài thôi ha. Ok.